Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc, Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 7, 0, 3, 2, 9, 6, 8, 1. Giải 6, các vé tận cùng mang số 2, 5, 4, 3, 6, 6, 1, 5, 6. Giải 5, các vé tận cùng mang số 2516, 2437, 5066, 6839, 9669, 4629. Giải 4, các vé tận cùng mang số 6324, 9371, 9341, 9350. Giải 3, các vé tận cùng mang số 34016, 95620, 66695, 91089, 19149, 96769. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 82057, 25910. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 14213. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 17597. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 1NR, 4NR, 8NR, 13NR, 14NR, 17NR, 18NR, 19NR.